Có một vị thầy ở trung tâm giáo dục có tổng hợp một USB chứa các bài giảng pháp, sách nói của các vị sư, thiền sư trong và ngoài nước, bán kèm với một máy phát MP3, cả bộ gọi là loa pháp thoại. Vị thầy bảo mở hàng ngày để học Phật pháp. Ngoài ra, vị này còn bảo nếu mở 24 trên 24 suốt 6 tháng đến 1 năm thì có tác dụng giải nghiệp cho miếng đất. Vì mở hàng ngày như vậy, các hàng phi nhân sẽ nghe và tu tập theo, sẽ không phá hay làm hại nữa. Sư cho con hỏi việc này có tác dụng đến hàng phi nhân không? Nếu có tác dụng thì mình có thể tổng hợp các bài giảng nào cho phù hợp? Nó có hai chuyện. Một chuyện á là cái vụ mà bán. Nếu như quý vị để ý á thì rất nhiều những cái trên mạng là miễn phí, nhưng mà nó miễn phí với điều kiện là anh dùng không vì mục đích kinh doanh. Ví dụ như có ai mà cứ chép copy bài giảng của sư share ra, hoặc là của bất kỳ một vị sư nào, thì thường thì không sao hết. Nhưng mà nếu như mình dùng nó để mà mình kinh doanh thì nó lại là chuyện khác nghe. Tại vì nó dính đến bản quyền. Thứ nhất á, là mình đã được cái sự cho phép của đương sự hay chưa. Và cái thứ hai á, là mình có gọi là nói theo kiểu đời á, là mình phải có cái dành cái phần bản quyền cho vị đó chứ. Nhưng mà theo đạo á thì với sư thì không có nên. Nhất là vị sư, một vị tu sĩ thì không có nên làm mấy chuyện đó. Cư sĩ họ làm á, thì mình có thể hiểu được, nhưng mà tu sĩ mà thì mình không có nên như vậy. Còn cái chuyện là mở pháp mà cho phi nhân nghe á, ở trong Chú Giải Pháp Cú có một cái câu chuyện như thế này. Có hai vị tỳ kheo ở trong rừng. Một vị á thì chỉ thuộc có một bài kệ bốn câu thôi, nhưng mà vị này có sự chứng đạt pháp, cho nên mỗi lần mà vị này thuyết pháp nói bốn câu đó lên, cũng là Phật ngôn nghe, nhưng mà nói ra từ cái người chứng đạt pháp thì chư thiên họ vỗ tay hoan hỷ, vỗ tay thì không đúng, mà họ sa thú hoan hỷ. Và khi mà vị tỳ kheo bạn đến, vị sư này mới chia sẻ cái sự lạ lùng như vậy đó. Vị này mới lên pháp tòa và thuyết hẳn một cái bài kinh dài gồm rất là nhiều những câu Phật ngôn, nhưng mà chư thiên họ không có hoan hỷ một tiếng nào hết. Thì cái vị tỳ kheo á mới lên và thuyết lại bốn câu Phật ngôn mà vị ấy đã thuộc, và chư thiên lại hoan hỷ. Và sự kiện này đến với Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn nói mặc dù á, tụng nhớ ít kinh nhưng mà chứng đạt được pháp thì vẫn hơn là biết nhiều kinh mà không chứng đạt pháp. Nhưng cái vấn đề ở đây, chúng ta rút ra một bài học. Đó là hàng chư thiên nói riêng và hàng phi nhân nói chung, họ cần đồ thiệt kìa. Chứ còn cái kiểu mà đồ máy móc á, họ đâu có cần. Nếu như là những vị trời hộ pháp, các vị đó thuộc kinh chứ. Thành ra là không cần chúng ta phải mở những cái máy phát ra để mình lặp đi lặp lại cái chuyện đó. Hơn nữa đó,
Nó có một cái gọi là hợp thời và không hợp thời. Có những khi mình mở nhưng mà người khác có nhu cầu nghe hay không. Rồi cái quan trọng là đức hạnh của mình tới đâu. Chứ không phải là cái mình cứ mở loa, mở pháp như vậy, mình mở sáng đêm tối ngày. Và sư không hề thấy một đoạn nào trong kinh tạng có nói về vụ này. Cho nên cái vụ này á, là sau này mình chế ra. Mà mình chế ra thì mình cũng phải có cái căn cứ gì chứ. Còn mình chế ra mà nó không có căn cứ, rồi mình đi mình nhắc Phật tử để nói nó kỳ, chứ còn giống như là để chạy hàng thì nó không có hay. Còn muốn mà phi nhơn không thể phá hay làm hại nữa đó. Sư nhớ là Đức Phật không bao giờ kêu cái vụ mà lặp lại như thế này. Mà Đức Phật khuyên chúng ta phải tu. Cụ thể là trong bài kinh Đầu Ngọn Cờ. Có những khi mà chúng ta bị phi nhơn mà họ hù dọa đó. Có hai chuyện để chúng ta làm. Thứ nhất là chúng ta phải thực hành rải tâm từ. Khi chúng ta thực hành rải tâm từ đó, nó có 11 công đức, mà trong số đó là gì? Được phi nhân yêu mến nè, được chư thiên yêu mến nè, được loài người yêu mến nè. Thì khi mà được yêu mến thì họ không có hãm hại mình. Rồi trong cái bài kinh như là bài kinh Con Quạ hả? Thì lại có một cái và trong kinh Đầu Ngọn Cờ cũng có cái bài, cũng có cái đoạn này. Đó là khi mà mình sợ hãi đó, sợ mà bị hù dọa rồi bị hãm hại ấy, thì chúng ta nương tựa nơi Tam Bảo. Cụ thể ấy, là ba bài Itipiso, Swakkhato, Suppatipanno, mà nói thẳng ra đó là tùy niệm ân đức Tam Bảo. Có nghĩa là khi mà chúng ta đọc tụng Itipiso Vagava Arahant Sammasambuddho, thì khi chúng ta tụng như vậy đó, chúng ta tụng nghe, chứ không phải là mình mở cái radio lên để cho nó tụng nghe. Khác nhau á, bản thân chúng ta tụng nó mới có cái gọi là cái uy lực. Khi chúng ta tụng như vậy, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của mỗi câu là cái gì. Vui lòng mở qua cái danh sách phát là cái tùy niệm Phật, hoặc là niệm Phật theo Phật giáo nguyên thủy của sư Hạnh Tuệ. Ở trong Phật Phật pháp nền tảng sư đã có rồi một cái chuỗi những bài bài giảng. Sư căn cứ vào đâu để sư nói rằng các bài kinh tụng hoặc là khi mình đọc kinh phải là người thiệt chứ không phải là qua radio? Bởi vì một bài kinh hộ trì muốn có hiệu quả phải thỏa mãn những điều kiện sau. Thứ nhất là người đó không phải đang bị cực trọng nghiệp chi phối. Cái thứ hai là cái người đọc tụng á, người đó phải hiểu nội dung. Cái thứ ba là cái người đọc tụng á, tâm không bị tán loạn. Tức là mình đọc mình tụng ở cái đầu này mà đầu mình nghĩ cái chuyện khác. Cái thứ tư là cái người đọc tụng á, tâm vị ấy không bị ô nhiễm. Xin lấy ví dụ. Quý vị tụng kinh để cầu bán được nhà, là khi quý vị tụng như vậy á,
tâm của chúng ta đã bị ô nhiễm bởi tham dục. Thành ra cái bài tụng đó, nó không có cái, nói theo cái kiểu phàm mình là nó không có cái oai lực. Mà nói theo cái kiểu kinh tạng là nó không có giá trị.